chồng xin lỗi vợ nha. Hôm qua chồng nóng tính quá cho nên là chồng có lớn tiếng với vợ. Vợ đừng có giận chồng nha. Có gì đâu nè, vợ chồng với nhau á, mình ở với nhau bao nhiêu lâu rồi, con cái cũng lớn rồi, sao vợ giận chồng được. Vợ cũng xin lỗi, tại vì hôm qua vợ nóng tính quá nên vợ dằn mông sắn chén vậy thôi á, chứ bữa nay á vợ hết giận rồi. Hả? Ủa? Thiệt hay vậy? Thiệt. Ủa mà sao vợ kìm nén được cái cảm xúc của mình hay vậy? Mỗi lần á chồng mà giận lên á, chồng phải đi nhậu, rủ bạn bè đi nhậu, hoặc là móc điện thoại ra chơi game. Còn nếu mà chơi game không hết giận á nha, là phải rủ thêm thằng Nam, thằng Thắng đi nhậu chung. Đó. Mỗi lần nhậu xong á, mấy cái chầu đó là chồng phải tốn tiền. Đó. Bởi vậy mỗi lần giận lên là tốn kém lắm. Đó, tốn kém lắm. Nên từ giờ trở đi á, mình đừng có giận nhau nữa, để cho mình đừng có tốn kém nữa, nghe không? Hùng cái đó, nó giận thiệt á. Thiệt chứ, con vợ gì ngon à, ngon à, ngon à. Mà giờ chồng nói nghe, bây giờ vợ hứa với chồng á, sau khi chồng nói cái này ra là vợ đừng có giận chồng nữa đi. Bỏ qua hết. Hứa đi. Hứa, không có giận nữa đâu. Hứa nha, không được giận nha không. Hứa mà. Cái tiền mà hôm qua chồng nhậu bao tuổi thằng Năm, thằng Thắng á, là lấy từ tiền của vợ mà bao á. Ê, 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 mới vừa hứa nắm tay vui vẻ nè. Không giận đúng không? Không có giận. Vui, em không có giận. Lấy tiền bao nó nữa nha. Tăng lần nó đi qua lỡ hứa nó kèo nữa rồi. Ê, mới nói là hết giận á, không có giận á, không giận nha. Nha cười nha. Vợ chồng mình hạnh phúc mà. Không có giận nữa rồi nha. Không giận bữa nay thôi nha. Bữa nay thôi nha. Ủa, cho chồng hỏi nè. Mỗi lần á, chồng mà giận lên á, chồng phải đi nhậu. Sai tiền của vợ để mà hết giận, thấy không, để xả cơn giận đó. Mỗi lần vợ giận chồng á, dùng cách nào để xả giận vậy? Đơn giản thôi, vợ chà toilet. Chà toilet hả? Ờ. Trời, con vợ công dung ngôn hạnh dữ vậy, dọn vệ sinh toilet vậy hả? Đã nha, chắc lần sau nha, chồng mà muốn vợ hả chà toilet vệ sinh trong toilet xong, phải không, là chồng phải chọc cho vợ giận đó. Giận mới chà toilet. Thiệt hả? Vợ chỉ cần á tưởng tượng cái toilet là cái hàm răng của chồng, cái vợ lấy cái bàn chải đánh răng của chồng, vợ chồng ơi. Sao? Vợ xin lỗi nha. Sao vậy? Thì hôm bữa tại vì giận quá nên vợ mới lấy bàn chải đánh răng của chồng mà chà toilet á. Làm vậy nữa đâu. Hứa nha. Hứa. Không có sao đâu. Mới có bị ói mặt xanh mặt vàng thôi à. Nhưng mà từ nay trở đi là chồng an toàn rồi. Sao vậy? Chồng biết cách giải quyết vấn đề đó. Cách gì vậy? À, đây nè. Chị để chồng để chìa khóa ở đây nè. Chìa khóa? Để làm cái gì? À, bỏ trong hộp tủ hết trơn rồi, khi nào xài mới lấy ra, chứ không để ngoài tùy tiện vậy nữa. Không sao. Bây giờ hỏi chồng một câu ha. Thí dụ ha, ngày xưa tại vì ba vợ á biết vợ yêu chồng nên mới bắt chồng cưới vợ. Vậy bây giờ nếu như bây giờ cho chồng lựa chọn á, thì chồng có lựa chọn cưới vợ nữa không? Là sao không hiểu? Lại thí dụ vậy nè, bây giờ á vợ cho chồng hai lựa chọn ha. Hai lựa chọn hả? Một là lấy vợ. Hai là nhảy từ lầu 21 chung cư xuống. Chồng lựa chọn cái nào nè? Hỏi câu gì kỳ cục vậy? Sao lựa chọn được? Đấy rồi, chồng vẫn chọn cưới vợ nè, phải không? Không phải. Sao vậy? Tại hai cái đều giống nhau mà. Giống nhau. Đúng rồi. Tại vì lấy vợ cũng chết mà nhảy xuống lầu 21 cũng chết. Đưa chìa khóa đi. Làm gì? Chị vậy? Định làm giống bữa nè à, không có vụ đó. Đúng rồi.